Trần Đạo Linh đọc trước rồi cho Tâm Như biết chị ha. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca dạ. Nam Mô Tham Ma dạ. Nam Mô Sang Kha dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn Sức Trần Tạo, Sức Rạng Đông cho Nhục Quỳnh biết được tín hiệu. Nhục Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhục Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tâm Như. Nhục Quỳnh kính chào, mến chào Sức Rạng Đông. Kính chào Vinh Quốc Thanh Á. Mến chào Sức Trần Đạo. Kính chào Maharaja. Kính chào Giác Ngộ. Mến chào Sức Hoa Nguyệt. Kính chào cô ấy Minh. Kính chào Sức Hiền Quả. Mến chào Thi Lâm. Mến chào Thiếu Châu Phan. Kính chào ai kêu em đó. Mến chào Trang Thư. Mến chào Cẩm Vân. Mến chào Thi Na. Mến chào Sức Thành Kiểm. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ Tri Tôn Đức Nhật Bình kính đạo tràng. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt Tri Tôn Đức Tăng truyền trao tâm quy phát quang trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Minh Quát Thanh Á đã thay mặt đạo tràng lễ bái Tâm Bảo sám hối và thọ trì vi giới. Nhật Quỳnh cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Thích Rạng Đông đã mở rung và cho đạo tràng nghe bài pháp của Thượng Tọa Pháp Thanh Pháp Tăng. Dạ bây giờ thì Nhật Quỳnh mời Rạng Đông mở hàng ha, rồi Sức Trần Đạo, dạ mời cô Ái Minh, mời Cẩm Vân, mời mời Sức Tina, mời Sức Thanh Kiểm và mời tất cả quý vị trong đạo tràng, vị nào có thể cầm mic thì kính mời quý vị có thể lên cầm mic để đọc bài tiểu bộ kinh ngày hôm nay. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca dạ. Dạ, kính mời Trích Rạng Đông mở hàng ạ. Kính cảm ơn chị Nhật Quỳnh. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, cô tu nữ Tâm Như, con kính chào đạo tràng. Dạ, kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin đọc bài kinh tiểu bộ Y Ti Vú Tá Cá chương 3 ba pháp phẩm 5 bài số 93 La Mã. Này các tỷ kheo, có ba loại lửa này, thế nào là ba? Lửa tham, lửa sân, lửa si. Này các tỷ kheo, có ba loại lửa này. Lửa tham đốt cháy người say mê trong các dục. Còn lửa sân đốt cháy những người có sân hận, những người giết sát hại các loại có sanh mạng. Còn lửa si đốt cháy những kẻ bị mê muội, những kẻ không tinh luyện trong giáo pháp bậc thánh do không được biết rõ. Các loại lửa như vậy nên loại người ưa thích, vui thích giới có thân, họ làm cảnh địa ngục, được lớn mạnh tăng trưởng. Kể cả giới bàn sanh, chỗ sanh xứ súc vật, cùng giới A-tu-la, giới cảnh giới quỷ, họ không được thoát khỏi trói buộc của ác ma. Nhưng ai ngày và đêm chú tâm vào chuyên học, học những lời giảng giải bậc thánh đẳng chánh giác, bậc chánh đẳng chánh giác, họ làm cho lắng dịu ngọn lửa của lòng tham, luôn luôn ý thức được tánh bất diệt, tánh bất tịnh sự vật, với lòng thương từ mẫn những hạng người tối thượng, làm lắng dịu chỉ tịnh ngọn lửa của sân hận, còn ngọn lửa si mê với trí tuệ dập. Trí tuệ này đưa đến thể nhập vào chân lý, bậc thận trọng sáng suốt. Ngày đêm làm lắng dịu các loại lửa như vậy, không có biết mệt mỏi, họ làm cho lắng dịu, không một chút dư tàn. Những bậc thánh đã thấy, bậc trí tuệ hiểu biết là những bậc hiền trí, thấy được chánh trí.
họ do thắng trí tri được sự diệt tận của sanh, nên họ không đi đến, sanh đi rồi sanh lại. Dạ, kính cảm ơn huynh Bát Tha Ná đã cho bài. Sau đây kính mời chị Trần Đạo. Dạ, cảm ơn chị Trần Đạo. Nam mô Bát Tha Ná Đa, Nam mô Tam Ma Đa, Nam mô Sa Khai Đa. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tăng đức tăng, kính lễ quý cô tu nữ, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Nhật Hiền, chị Đảng Đông cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc bài kinh tiểu độ ạ. Iti Quốc Ta Cá chương 3 ba pháp khoảng 5 bài 93. Này các tỳ kheo, có ba loại lửa này, thế nào là ba? Lửa tham, lửa sân, lửa si. Này các tỳ kheo, có ba loại lửa này, kể cả giới đàn sanh, chỗ sanh sự xứ xúc vật, cùng với Atula, giới cảnh giới dữ đói, họ không được thoát khỏi trói buộc của ác ma. Nhưng hai ngày và đêm chú tâm vào chư học, học những lời giảng dạy bậc chánh đẳng chánh giác, họ làm cho lắng dịu ngọn lửa của lòng tham, luôn luôn ý thức được tánh bất tịnh sự vật, với lòng thương từ mẫu những hạng người tối thượng, làm lắng dịu chỉ tịnh ngọn lửa của sân hận, còn ngọn lửa si mê với trí tuệ dập tắt. Trí tuệ này đưa đến thể nhập vào chân lý, bậc thận trọng sáng suốt, ngày đêm làm lắng dịu các loại lửa như vậy, không có biết mệt mỏi, họ làm cho lắng dịu không một chút dư tàn. Những bậc thánh đã thấy bậc trí tuệ hiểu biết là những bậc hiền trí, thấy được nhờ chánh trí, do họ thắng tri được sự diệt tận của sanh, nên họ không đi đến, sanh đi rồi sanh lại. Dạ, cảm ơn Vinh Quốc Thanh Na đã đọc bài. Dạ, kính mời chị Việt Chi Na. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Phương Minh Hạnh, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài. Kinh Tiểu Bộ Iti Uttaka chương 3 ba pháp phẩm 5 bài 93. Này các tỳ kheo, có ba loại lửa này, thế nào là ba? Lửa tham, lửa sân, lửa si. Này các tỳ kheo, có ba loại lửa này. Lửa tham đốt cháy người say mê trong các dục, còn lửa sân đốt cháy những người có sân hận, những người giết, sát hại các loại có sanh mạng. Còn lửa si đốt cháy những kẻ bị mê muội, những kẻ không tinh luyện trong giáo pháp bậc thánh, do không được biết rõ các loại lửa như vậy, nên loài người ưa thích, vui thích với có thân, họ làm cảnh địa ngục được lớn mạnh tăng trưởng. Kể cả các giới bàn sanh, chỗ sanh xứ súc vật, cùng với Atula, với cảnh giới quỷ đói, họ không được thoát khỏi trói buộc của ác ma. Nhưng ai ngày và đêm chú tâm vào, chuyên học, học những lời giảng dạy bậc chánh đẳng chánh giác, họ làm cho lắng dịu ngọn lửa của lòng tham, luôn luôn ý thức được tánh bất tịnh sự vật, với lòng thương từ mẫn những hạng người tối thượng, làm lắng dịu chỉ tịnh ngọn lửa của sân hận, còn ngọn lửa si mê với trí tuệ dập tắt. Trí tuệ này đưa đến thể nhập vào chân lý, bậc thận trọng sáng suốt, ngày đêm làm lắng dịu các loại lửa như vậy, không có biết mệt mỏi, họ làm cho lắng dịu không một chút dư tàn. Những bậc thánh đã thấy bậc trí tuệ hiểu biết là những bậc hiền trí, thấy được nhờ chánh trí, do họ thắng trí được sự diệt tận của sanh, nên họ không đi đến, sanh đi rồi sanh lại. Dạ thưa con kính cảm ơn.
Dạ, Nam Mô Bố Tha, dạ. Nam Mô Tham Ma, dạ. Nam Mô Sang Khai, dạ. Dạ, kính cảm ơn chị đã cho biết hành thành rõ. Dạ. Dạ, con xin đọc Kinh Tiểu Bộ. Kinh Tiểu Bộ, Iti Vứt Đắc Cá, chương 3, Ba Pháp, phẩm 5, bài 93. Này các tỳ kheo, có ba loại lửa này. Thế nào là ba? Lửa tham, lửa sân, lửa si. Này các tỳ kheo, có ba loại lửa này. Lửa tham đốt cháy người, say mê trong các dục. Còn lửa sân đốt cháy những người có sân hận, những người giết sát hại các loài có sanh mạng. Còn lửa si đốt cháy những kẻ bị mê muội, những kẻ không tinh luyện trong giáo pháp bậc thánh, do không được biết rõ các loại lửa như vậy, nên loài người ưa thích, vui thích với có thân. Họ làm ảnh địa ngục được lớn mạnh tăng trưởng. Kể các giới bàn sanh, chỗ sanh xứ súc vật, cùng với Atula, với cảnh giới quối, họ không được thoát khỏi trói buộc của ác ma. Nhưng ai ngày và đêm chú tâm vào chuyên học, họ những lời giảng dạy, học những lời giảng dạy bậc chánh đẳng, chánh giác, họ làm cho lắng dịu ngọn lửa của lòng tham. Luôn luôn ý thức được tánh bất định sự vật, với lòng thương từ mẫn những cái hạ người đối thượng, làm lắng dịu chỉ tịnh ngọn lửa của sân hận. Còn ngọn lửa si mê với trí tuệ dập tắt, trí tuệ này được đến thể nhập vào chân lý bậc thận trọng sáng suốt, ngày đêm làm lắng dịu các loại lửa như vậy, không có biết mệt mỏi. Họ làm cho lắng dịu không một chút tư tàn. Những bậc thánh đã thấy trí tuệ hiểu biết là những bậc hiền trí, thấy được nhờ chánh trí, do họ thắng trí được diệt tận của sanh, nên họ không đi đến sanh đi rồi sanh lại. Dạ, con đã đọc xong. Kính cảm ơn Huỳnh Bá Tên Á đã post bài. Dạ, mình mời vị kế tiếp ạ. Dạ, sa thu làm thầy. Kính cảm ơn chị và con kính lễ cho Tôn Đức Tăng, quý bà quý cô tu nữ. Dạ, tâm như xin được đọc bài Tiểu Bộ Kinh, bài Ebutaka, chương 3, ba pháp này. Này các tỳ kheo, có ba loại lửa này. Thế nào là ba? Lửa tham, lửa sân, lửa si. Này các tỳ kheo, có ba lửa này. Lửa tham đốt cháy người, say mê trong các dục. Lửa còn lửa sân đốt cháy những người có sân hận, những người giết sát hại các loại có sanh mạnh, có sanh mạng. Còn lửa si đốt cháy những kẻ mê muội, những kẻ không tinh luyện trong giáo pháp. Trong giáo pháp bậc thánh, do không được biết rõ các loại lửa như vậy, nên loài người ưa thích, vui thích với có thân. Họ làm cảnh địa ngục được lớn mạnh tăng trưởng, ngày đêm là lắng dịu các loại lửa như vậy, không có biết mệt mỏi. Họ làm cho lắng dịu không một chút dư tàn. Nhưng bậc thánh có thấy bậc trí tuệ hiểu biết là những bậc hiền trí, thế được nhờ cảnh trí, do họ thắng trí sự do họ thắng trí được sự diệt tận của sanh, nên họ không đi đến sanh đi rồi sanh lại. Kể cả giới
bàng sanh, chỗ sanh xứ súc vật cùng với Atula, với cảnh giới quỷ đó, quỷ đói họ không được thoát khỏi trói buộc của ác ma. Nhưng ai ngày và đêm chú tâm vào chuyên học, học những lời giảng dạy bậc chánh đẳng chánh giác, họ làm cho lắng dịu ngọn lửa của lòng tham. Ngày đêm làm lắng dịu các loại lửa, vậy làm cho biết mệt mỏi họ làm lắng dịu không một chút dư tàn. Những bậc chánh đã thấy bậc trí tuệ hiểu biết là những bậc hiền trí, thế được nhờ cảnh trí do họ thắng trí được sự diệt tận của sanh, nên họ không đi đến sanh rồi sanh đi rồi là sanh lại. Dạ Nam Mô Bổn Thầy, dạ con đọc không biết có đúng hay không, tại vì con không có được học bài trước. Dạ Nam Mô Bổn Thầy, dạ con kính đảnh lễ và kính tri ân chư tôn đức tăng, quý bà quý cô tu nữ, kính cảm ơn đạo tràng, có gì thì xin sám hối. Nam Mô Bổn Thầy, dạ dạ tâm như ngàn như mất. Nam mô Bụt Ta Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính chào đạo tràng. Và bây giờ con xin đọc bài kinh Tiểu Bộ Iti Quốc Tắc Cá, chương 3, ba pháp phẩm 5, bài 93. Này các tỳ kheo, có ba loại lửa này, thế nào là ba? Lửa tham, lửa sân, lửa si. Này các tỳ kheo, có ba loại lửa này. Lửa tham đốt cháy người, say mê trong các dục. Còn lửa sân đốt cháy những người có sân hận, những người giết, sát hại các loại có sanh mạng. Còn lửa si đốt cháy những kẻ bị mê muội, những kẻ không tinh luyện trong giáo pháp bậc thánh, do không được biết rõ các loại lửa như vậy, nên loài người ưa thích, vui thích với có thân. Họ làm cảnh địa ngục được lớn mạnh tăng trưởng, kể cả giới bàn sanh, chỗ sanh xứ xuất vật, cùng với Atula, với cảnh giới quỷ đói. Họ không được thoát khỏi trói buộc của ác ma. Những hai ngày và đêm chú tâm vào chuyên học, học những lời giảng dạy bậc chánh đẳng chánh giác, họ làm cho lắng dịu ngọn lửa của lòng tham. Luôn luôn ý thức được tánh bất tịnh sự vật, với lòng thương từ mẫn, những hạng người tối thượng lắng dịu chỉ tịnh ngọn lửa của sân hận. Còn ngọn lửa si mê với trí tuệ dập tắt, trí tuệ này đưa đến thể nhập vào chân lý bậc thận trọng sáng suốt. Ngày đêm làm lắng dịu các loại lửa như vậy, không có biết mệt mỏi, họ làm cho lắng dịu không một chút dư tàn. Những bậc thánh đã thấy bậc trí tuệ hiểu biết là những bậc hiền trí, thấy được nhờ chánh trí, do họ thắng tri được sự diệt tận của sanh, nên họ không đi đến sanh đi rồi sanh lại. Dạ cảm ơn Quốc Thanh Á. Dạ tự nhiên đã đọc bài xong. Dạ bây giờ chắc kính mời Ngọc Quỳnh. Dạ tự nhiên. Dạ sa thú kính cảm ơn cô tu nữ tại duyên. Dạ cảm ơn cô tu nữ tại duyên rất đặng đồng cho Nhật Bình quý được tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ con thành kính đảnh lễ thượng tọa Pháp Tăng cùng chư tôn đức vừa quan tâm vào đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Bình kính lễ cô tu nữ tại duyên, cô tu nữ tâm như. Nhật Bình kính chào quý anh chị em đạo hữu.
và sa thú thành thai. Nhật Bình kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên, cô tu nữ Tâm Như, Thích Tâm Phương, Thích Tina, Tina, Thích Trần Đạo, Thích Rạng Đông đã hoan hỷ lên ôn bài. Dạ bây giờ thì cũng đã đến giờ chúng con học bài mới. Nhật Bình kính mời quý vị cùng với Nhật Bình lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được thượng tọa Pháp Tăng giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Ta Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Ta Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Samma Sambuddha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, rơi lỗ mọc đậm nhờ ánh sáng trò hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm phương lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy trinh dự pháp từ. Đó là ơn kiều trận như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian. Nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngọn chúng ni tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ trước khi con thỉnh nhờ sư lên, con xin đọc phần chấm văn. Dạ cảm ơn Minh Quát Thanh Á đã cho bài học. Bài học hôm nay kinh Tiểu Bộ Itibut Tắc Cá chương 3 ba pháp phẩm 5 bài 94 La Mã. Này các tỳ kheo cần phải quán sát một cách như thế nào? Như thế nào? Do quán sát như vậy, thức của vị ấy đối với ngoại trần không có tán loạn, không có tản rộng, tâm không trú trước nội trần, không chấp thủ, không bị khủng bố, sẽ không có sự sanh khởi, có sự tập khởi của khổ đế về sanh, già, chết trong tương lai. Tỳ kheo đã đoạn tận cả bảy loại trói buộc, đã chấm dứt sợi dây dòng sanh tử luân chuyển, đã đoạn tận chẩn đức, vị ấy không tái sanh. Và bản chấm văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Đoàn Pháp Tăng từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và con kính nhân bích đến sư ạ. Dạ Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Dạ, quý vị nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta học bài 94 La Mã. Trong cái bài 94 La Mã này đó,
thì nói đến cái sự quán sát đối với các cái trần cảnh, khi tâm tiếp xúc với các cái trần cảnh. Trước khi giảng cái bài học hôm nay thì chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phakawantang Abhivadimi. Như tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, đấng thiên nhân sư bi trí vẹn toàn. Sokhato Phagavata Thammo Thammang Namassami. Như tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc, thì thực hiện tiền vượt thời gian. Subhatibhano Phagavato Savakasa Sankhang Namassami. Nhất tâm đảnh lễ chư hiền thánh tăng, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, là mô phạm của quần sinh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Nguyện cầu mong Tam Bảo giang hộ cho chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Bụt Tha Gia. Như đã thưa với lại quý vị đó là chúng ta học hôm nay là học bài số 94 La Mã. Phần chánh văn thì chúng ta đã nghe phần chánh kinh. Chúng tôi xin lặp lại những cái ý chính ở trong nội dung của bài học hôm nay của chúng ta. Đó là Đức Phật ngài dạy chư tỳ kheo cần phải quán sát. Quán sát một cách như thế nào, như thế nào, do quán sát như vậy, thức của vị ấy đối với ngoại trần, ngoại trần không có tán loạn, không có tản rộng, không tâm không trú trước nội trần, không chấp thủ, không bị khủng bố, sẽ không có sự sanh khởi, sự tập khởi của khổ về sanh già chết trong tương lai. Rồi ở đây trong nội dung của cái kệ ngôn này á, thì Đức Phật ngài dạy tỳ kheo đã đoạn tận cả bảy loại trói buộc, đã chấm dứt sợi dây dòng sanh tử luân chuyển, đã đoạn tận chẳng đứng vì ấy không tái sanh. Thì giờ á, là Đức Phật ngài dạy trên phương diện dạy cho chư tỳ kheo. Chúng ta hiểu là đối tượng phần lớn ở trong các kinh ấy, thì Đức Phật dạy cho chư tỳ kheo. Nhưng mà chúng ta hiểu đó là Đức Phật ngài dạy cho tứ chúng, chứ không phải là chỉ có tỳ kheo không. Bởi vì những ai cần tu tập á, thì cần phải nghe và phải hiểu và phải thực hành để đoạn trừ những cái pháp này. Thì Đức Phật ngài nói là mình cần phải quán sát. Quán sát. Khi mà nói đến quán sát thì chúng tôi xin thưa quý vị rằng là chúng ta có sáu căn tiếp xúc với sáu trần cảnh. Sáu căn tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của chúng ta. Đó là sáu căn. Và khi mà tiếp xúc với sáu trần cảnh tức là mắt thì tiếp xúc với cảnh sắc, tai thì tiếp xúc với cảnh thinh, mũi thì tiếp xúc với cảnh khí, hay người ta còn gọi là cảnh hương, hương là mùi thơm á. Lưỡi thì tiếp xúc với cảnh vị, thân thì tiếp xúc với cảnh xúc, và ý của chúng ta tức là tâm chúng ta thì tiếp xúc với cảnh pháp. Khi căn tiếp xúc với các cái trần cảnh á, thì trong kinh gọi đó là xúc, trong kinh gọi đó là xúc. Như vậy thì xúc là sự giao thoa giữa căn và cảnh, thức sanh khởi. Giống như chúng ta thấy rằng là nếu mà ai quánh hai cái chập chả đó, cái chập chả mà chúng tôi nói là giống như hai cái miếng đồng, miếng thau mà gõ vô nó làm sẹn nát. Thì khi mà hai cái mà chúng ta gõ vào nhau thì tự động là phát ra tiếng kêu. Thức nó sanh khởi. Mà thức đó, nó nương tựa vào đâu đó, nó nương tựa vào đâu đó, thì cái đó ta gọi là thức đó.
Thí dụ giờ nương tựa vào mắt thì ta gọi là nhãn thức. Nếu nói về chức năng để mà giao thoa với nhau giữa căn tiếp xúc với cảnh á, thì cái tâm mà nương vào căn nào để biết được cảnh đó thì cái đó được gọi là thức. Như vậy thì tâm mà nương tựa vào mắt á, thì gọi là tâm nhãn thức. Tâm mà nương tựa vào tai thì gọi là tâm nhĩ thức. Tâm nương tựa vào mũi thì được gọi là tâm tỷ thức. Và tâm nương tựa vào lưỡi thì được gọi là tâm thân thức. Thiệt thức. Và tâm nương tựa vào thân để biết được sự xúc giác của cơ thể của chúng ta thì cái đó gọi là tâm thân thức. Và tâm mà tiếp xúc với cảnh pháp, tiếp xúc với cảnh pháp, nương vào cái ý căn của chúng ta, mà ở đó chúng ta gọi là tâm ý thức, tâm ý thức. Như vậy thì ở đây đó là khi mà những căn cảnh mà tiếp xúc với nhau thì cái đó được gọi là xúc, gọi là xúc. Như vậy thì Phật dạy chúng ta đó là trong nhất cử nhất động, nhất cử nhất động tức là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm á, thì chúng ta cần có cái sự quan sát. Quan sát ở đây đó là gì? Xin thưa quý vị, mắt chúng ta thì biết với cảnh sắc ha, biết cảnh sắc thì chúng ta thấy cũng chỉ là thấy thôi, cảnh sắc nó cũng là cảnh sắc thôi. Bây giờ mình nói đến những cái cảnh ở bên ngoài của chúng ta, cây cối, hoa lá, sông nước, biển, đá, vân vân, sông hồ, ao rạch, thì những cái cảnh đó, đó thì khi mà chúng ta nhìn vào thì chúng ta cho rằng nó đẹp, thấy không, cho nó đẹp. Nhưng mà sự thật ra những cái cảnh đó, nó nếu mà mình nói theo cái chân đế thì không có gì đẹp. Nếu một nhà thơ mà nhìn vào cảnh á, nhìn vào cái cảnh thì người ta có thể người ta có thể gọi là tức cảnh mà sanh ra cái lời thơ. Thí dụ như vậy, người ta có thể miêu tả về cái cảnh nó như thế này, cảnh nó như thế nọ, vân vân. Thì do là mình nhìn vào cái cảnh đó, cho nên là mình cho rằng cái cảnh đó là nó đẹp. Nhưng sự thật ra thì những cái cảnh đó, cây cối, hoa lá, rồi sông hồ ao rạch, mà chúng ta nói rằng thủy mặc trong cuộc đời này, thì sự thật ra nó cũng chỉ là một trong những cái nhận thức chúng ta, và chúng ta giả định cho nó là đẹp. Nhưng mà sự thật ra nó không có gì mà được gọi là đẹp. Bởi vì sao? Chúng ta nhìn qua cái màu sắc, chúng ta thấy nó bố trí được những cái cảnh giới như vậy. Cái cảnh giới như là có cây, có nước, có sông hồ, có đá, có cỏ, vân vân. Thì cái đó chúng ta chỉ nhìn ở trên cái giả định, cho nên chúng ta gọi nó là đẹp. Nhưng mà sự thật ra nó không có gì đẹp hết. Tại vì sao? Nó cũng là đất, nước, lửa, gió mà thôi. Nó cũng đất, nước, lửa, gió mà thôi. Nó cũng là do cái chất này, chất kia để hình thành nên. Nếu mà chúng tôi nói đất, nước, lửa, gió thì đó là bốn cái sắc lớn, gọi là sắc tứ đại. Đất, nước, lửa, gió. Thì ngoài ra còn có những sắc khác nữa. Những sắc khác nữa. Thì ở đây đó, khi chúng ta nhìn vào thì những cái sắc đó, đó nó không có gì, nó là sự kết hợp mà. Nó không có gì đẹp. Nó gì đẹp. Rồi là những cái cảnh vật đó, đó nó cũng đều là vô thường. Vô thường. Bởi vì nó biến đổi. Cảnh vật đó, thấy đó đó, chứ còn 5-3 tháng sau hoặc là không lâu, nó cũng đang diễn biến, chẳng qua là mắt chúng ta chưa có nhìn thấy, tai chúng ta chưa có cảm nhận, hoặc là mũi chúng ta chưa có cái cảm nhận, lưỡi chúng ta chưa cảm nhận, thân chúng ta chưa cảm nhận, ý chúng ta, tâm của chúng ta chưa có cái cảm nhận để chúng ta thấy được cái sự biến đổi xê dịch đó, mà ở trong kinh gọi đó là vô thường. Cho nên là không có gì mà được gọi lại. Vì vậy ở đây đó, chúng ta thấy rằng là về cảnh vật là như vậy, là mắt chúng ta thấy, rồi con người cũng vậy, cũng là vô thường, cũng là bất tịnh, không có gì đẹp hết, không có gì mà nó bền chắc hết. Tại vì thân của chúng ta đây rồi cũng già, cũng bệnh, cũng chết thôi. Cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng là
là cái đó nó bền, cái đó nó đẹp vĩnh hằng, cái đó nó đẹp tốt, nó đẹp lâu dài, cái đó là vĩnh hằng, vân vân. Chúng ta chấp như vậy, cho nên là chúng ta chấp giữ tướng, trong kinh gọi đó là chấp giữ tướng chung và tướng riêng. Khi chúng ta nhìn một người, tướng chung là sao? Tướng chung là cái tướng mà chúng ta nói rằng người đó là nhận biết đó là người nam, người nữ, người đó là người già, là người trẻ. Còn tướng riêng đó là con mắt, mũi, tai, miệng, màu da, mái tóc, rồi giọng nói, vân vân. Thì cái đó là chấp giữ tướng riêng. Mà cả chấp giữ tướng chung, tướng riêng đó đó, thì phiền não từ đó mà nó sanh khởi. Từ đó mà sanh khởi. Và một cái chúng tôi sẽ nói, ở trong kinh Thập Thượng đó, thì Ngài Xá Lợi Phất, Ngài dạy cho chúng ta như thế này. Ngài Xá Lợi Phất, Ngài dạy cho chúng ta như thế này. Ngài dạy là ai Yoniso Manasikaro Yang Eko Thammo Baha Hanapha Kiyo, có nghĩa là gì? Sự không khéo tác ý, không khéo tác ý á, đây là một pháp thuộc phần hạ liệt. Vì sao được gọi là nó là hạ liệt? Hạ liệt là thấp kém, hạ liệt là thấp kém, do là không khéo tác ý. Cái từ mà gọi là Ayoniso, Ayoniso Manasikara, một cụm từ như vậy được gọi là không khéo tác ý. Mà do không khéo tác ý như vậy á, thì Ngài Xá Lợi Phất dạy đó, đó là không được gọi là một pháp thuộc phần hạ liệt. Bởi vì sao được gọi là hạ liệt? Ở đây xin thưa quý vị, từ ở cái không khéo tác ý đó, khi căn tiếp xúc với các cái trần cảnh đó, cho nên là phiền não, tham sân si, cấu quế phiền não từ đó nó sanh khởi. Cho nên là Ngài Xá Lợi Phất dạy cho chúng ta đó là thuộc pháp thuộc phần hạ liệt là như vậy. Bây giờ chúng tôi nói nè, như vậy thì chúng tôi xin thưa đó là do mình không khéo tác ý, cho nên là khi mà căn tiếp xúc với các cái trần cảnh á, rồi tham sân si, tham ái sanh khởi, sân hận sanh khởi, si mê sanh khởi, từ đó mà phiền não nó sanh khởi. Bây giờ nè, chúng ta thấy rằng chúng ta thấy rằng là ở bài này nè, ở cái phần chánh kinh á, phần kệ ngôn á, Đức Phật dạy rằng tỷ kheo đã đoạn tận cả bảy loại trói buộc. Cả bảy loại trói buộc, rồi như thế nào được gọi là bảy loại trói buộc? Trói buộc là gì? Trói buộc là những pháp mà nó tiềm ẩn từ ở trong tâm, trong mỗi chúng sanh, và chính nó tiềm ẩn như vậy cho nên nó trói buộc chúng sanh trong sanh tử luân hồi khổ đau. Bảy pháp trói buộc đó là gì? Một đó, đó là tham dục tùy miên. Tham dục tùy miên thì cái pháp này đó là nó là những cái pháp mà chúng ta dính mắc với các cái trần cảnh. Bởi chúng ta thấy rằng cảnh sắc nó là đẹp, là bền vững hay vậy, rồi cảnh thinh nó là hay, là bền vững. Âm thanh chúng ta nghe đó là hay, là bền vững, ví dụ vậy. Rồi mũi chúng ta ngửi mùi đó, thì chúng ta nghĩ rằng cái mùi hương đó nó là thơm, là bền vững, là bền vững. Cho nên là phiền não chúng ta đó, tham tỳ miên nó sẽ sanh khởi, tham dục tỳ miên nó sanh khởi. Tai, mũi, lưỡi, thân và tâm của chúng ta, tức là ý của chúng ta, nó suy nghĩ miên man về những điều đó. Như vậy thì cái trói buộc thứ nhất đó là tham dục tiềm miên, là một pháp trói buộc. Cái thứ hai nữa là phẫn nộ tiềm miên, tức là có những cái việc mà chúng ta không khéo tác ý đó. Bây giờ nè, nếu có một người nào nói một cái câu nói nào đó làm cho chúng ta không hài lòng,
rồi hoặc là người ta có cử chỉ gì đó làm cho chúng ta không hài lòng, không hài lòng là do chúng ta không khéo tác ý, cho nên là chúng ta nghĩ rằng là người đó họ làm khó tôi, hay người đó hại tôi, hay người đó làm tổn thương tôi, hay là người thân của tôi, cho nên là mình giận, mình bực, mình khó chịu với người đó, mình khó chịu người đó, phẫn nộ, từ đó sanh cãi lời. Mà quý vị biết rằng nó không đâu xa, nó tiềm ẩn ở trong tâm của chúng ta, nó tiềm ẩn, và khi nào mà nó có đủ điều kiện thì tự động nó sanh khởi ra. Như chúng tôi nói khi nãy đó là gì, là giống như chúng ta cầm hai cái miếng chập chỏa mà chúng tôi gọi là hai cái miếng đồng á, hai cái nó giống như hai cái nắp nồi vậy đó, người ta gõ vào nhau thì khoát ra, xúc nó khoát ra từ đó. Thì giờ phiền não á, khi căng tiếp xúc với cái trần cảnh mà nếu mà mình không khéo tác ý á, mà gọi là ayodhiso manasikara đó, thì từ cái việc không khéo tác ý đó thì phiền não từ đó mà sanh khởi lên. Cho nên á, khi chúng ta nghĩ rằng là người đó hại tôi, hay người đó làm tổn thương tôi, hay người đó như thế này thế nọ, làm cho chúng ta không hài lòng, cho nên tâm sân hận phẫn uất chúng ta sanh khởi lên, phẫn nộ tiền miên sanh khởi lên. Cái thứ ba nữa là pháp trói buộc thứ ba nữa là gì? Đó là kiến tà kiến tiền miên. Bởi vì chúng ta cứ nghĩ rằng là cái sai lầm, cái chấp sai lầm của chúng ta. Chúng ta nghĩ rằng là cái quan điểm, cái suy nghĩ của mình là đúng. Nhưng mà cái suy nghĩ của mình á, quý vị biết rằng nó gắn liền với cái thường kiến và đoạn kiến. Hay cặm thậm chí gắn liền với cái vô nhân kiến hay vô hữu kiến. Thường kiến là chấp còn, đoạn kiến là chấp hết. Vô nhân kiến là không có nhân gì hết á, tự nhiên nó có. Vô hữu kiến là sau khi chết là hết, không có sự hiện hữu, không có ơn đức gì hết. Thì cái vô nhân kiến, vô hành kiến hay vô hữu kiến nó cũng gần giống như là cái mà chấp thường và chấp đoạn như vậy đó. Chấp thường và chấp đoạn như vậy. Như vậy thì cái phẫn uất tiền miên hay là phẫn nộ tiền miên này đó, cái kiến tiền miên này, xin lỗi, cái kiến tiền miên này là cái nhìn nhận, cái quan điểm của mình một cách sai lệch. Sai lệch. Khi mà chấp vào đó đó, thì cái quan điểm của mình nó sẽ sanh khởi lên, mà sanh khởi lên một cách sai lệch, nhìn nhận một cách sai lệch. Phiền não là vậy, kiến tiền miên là sự vậy. Rồi bây giờ đến cái hoài nghi tiền miên cũng là một trong những cái pháp mà ngủ nằm ở trong tâm của chúng ta. Chữ Anusaya nó giống như là chữ ngủ nằm vậy đó, trói buộc mình. Và cái hoài nghi này đó là chúng ta ngờ vực vào những cái pháp của Đức Phật, ngờ vực vào cái tâm của chính mình. Thí dụ như bây giờ nè, mình chưa có đoạn trừ được phiền não, chưa có giảm trừ được cái gì hết, mà mình cứ nghĩ rằng mình là đã giảm trừ, đã đoạn trừ. Hay hoặc là mình hoài nghi đến ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Mình hoài nghi về cái pháp mà mình hành, không biết là có công năng diệu dụng cứu khổ, công năng diệu dụng làm cho chúng ta gột sạch những phiền não hay không. Chúng ta cứ nghi vậy. Mà bản thân của chúng ta đó, khi chúng ta sinh lên một cái nghi nan á, thì làm cho chúng ta phân vân, lưỡng lự, không thể quyết đoán cho một cái điều gì trong thiện pháp. Cho nên chúng ta không thể nào mà có sự nỗ lực được. Và vì vậy cho nên chúng ta chừng chờ lưỡng lự hoài như vậy. Thì đó cũng là một trong những cái pháp trói buộc chúng ta, ngủ ngầm mà trói buộc của chúng ta ở nội tâm của chúng ta. Cái thứ năm đó là kiêu mạn tiền miên. Kiêu mạn tiền miên ở đây đó là chúng ta cứ nghĩ rằng là mình được cái này, được cái kia, mình như vậy là hơn hết mọi người, như vậy đó là tốt hơn mọi người, như vậy đó là đặc biệt hơn mọi người. Cho nên cái ngã của mình á, cái kiêu mạn của mình á, xin thưa quý vị, đó là trong cái pháp, những cái pháp làm cho chúng ta đắm nhiễm đó, thì trong đó có cái cờ lật đắm nhiễm trong sự kiêu mạn. Đắm nhiễm trong sự kiêu mạn, mình cứ cho mình là cao cả, mình cứ cho mình là tuyệt vời, cho nên là mình không bất chấp những cái gì mà chúng ta cần phải
học hỏi, cần phải trau dồi, cần phải sửa đổi, cần phải đoạn bỏ. Chúng ta không có. Không. Như vậy thì cái kiêu mạn tự miên đó là từ ở cái mà chúng ta sinh ra những cái sự so sánh, sinh ra những cái tâm ỷ lại, sinh ra những sự tự kiêu, tự mãn, vân vân. Thì những cái điều đó nó là cái sự trở ngại, muốn nằm ở trong tâm của mình, trói buộc trong tâm của mình. Và như vậy đó là một trong những cái pháp phiền não ngủ ngầm ở trong tâm của chúng ta. Cái thứ ba ở đây đó là chúng tôi xin thưa đó, cái thứ sáu ở đây, pháp thứ sáu ở đây đó là tham hữu tùy miên. Chữ tham hữu ở đây đó có nghĩa là tâm của chúng ta chấp vào một sinh hữu mới. Thí dụ bây giờ nè, mình tu tập ở trong các cái thiện pháp, có người cũng chưa muốn được giải thoát đâu. Mặc dù là cái lý tưởng cuối cùng á, là Đức Phật dạy cho chúng ta tu tập làm sao để mà sớm được giải thoát, chấm dứt sanh tử luân hồi. Nhưng có số người đó là nghĩ rằng là chính những cái đời sống mà mình có tu tập tạo thiện nghiệp đó, cũng mong cho mình ở trong một cái tương lai nó tốt đẹp. Tương lai nó tốt đẹp, một cảnh giới nào đó tốt đẹp. Dù là cảnh giới nào đi nữa thì cảnh giới đó là tốt đẹp, để rồi mình sẽ có mặt ở trong cảnh giới đó. Cái đó đó được gọi là tham hữu tùy miên, tức là chúng ta muốn có mặt. Chữ phá quá ở đây là muốn có cái sự có mặt, có mặt. Thí dụ bây giờ là làm người khổ quá, thôi làm thiên đi, làm một vị thiên nào đó cũng tốt hơn. Hay hoặc là bây giờ chúng ta làm người nó khổ, rồi chúng ta mong là được làm cái người nào đó là vua chúa hay gì đó là được tốt hơn, vân vân. Thì thế là chúng ta ước vọng rằng ở trong tương lai chúng ta hiện hữu ở một cảnh giới nào đó, thì cái đó được gọi là tham hữu tùy miên. Tức là chúng ta do cái tham ái đó mà chúng ta muốn chúng ta có sự hiện hữu ở trong tương lai. Hiện hữu đó mà chúng ta cứ mong ước, hy vọng rằng chúng ta sẽ tốt hơn ở trong tương lai. Đó là hữu tùy miên. Cái thứ bảy ở đây đó là vô minh tùy miên. Chữ vô minh tùy miên ở đây đó là cái sự mê muội ở trong tâm của mình, làm cho mình không nhận thức được ở đâu là chân chính, ở đâu đó là chân đế, ở đâu đó là tục đế, ở đâu là giả lập, ở đâu đó là sự thật. Chúng ta không biết được những điều đó. Và những điều đáng biết chúng ta không biết, những điều không đáng biết chúng ta lại tìm tòi biết. Thí dụ giờ biết về phiền não, tham sân si, biết về những cái sự chấp giữ, biết về những điều này điều kia. Trong khi những điều đáng biết đó là chúng ta biết rằng tham ái nó là chính là cái nhân khổ. Nhưng mà chúng ta cũng là nuôi dưỡng cái ái đó, làm cho cái ái đó được lớn mạnh, được phát triển, được mạnh lên. Thì cái đó nó cũng là cái sự trở ngại cho chúng ta. Và chính cái vô minh đó là pháp mà làm cho chúng ta không nhận định đúng. Là như vậy. Bây giờ đó, chúng tôi liệt kê sơ qua về bảy cái pháp trói buộc. Bảy cái pháp trói buộc. Hai là những cái pháp ngủ ngầm làm cho chúng sanh phải luân khổ, đau là như vậy. Bây giờ trở lại với lại cái bài học này. Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta đó là phải khéo tác ý, tức là phải quan sát. Bây giờ là mắt mình nhìn nè, nhìn thấy cảnh vật. Cảnh vật, thấy người, thấy cảnh đó, nó cũng chỉ là cảnh thôi. Chứ chúng ta đừng, đối với người chúng ta đừng chấp tướng chung, tướng riêng ở đó. Để rồi chúng ta sanh phân biệt, rồi phiền não từ đó nó sanh khởi. Nghe không? Rồi cảnh vật xung quanh cũng vậy, nó cũng không có bền chắc. Không có bền chắc. Không có cái cảnh vật nào bền chắc. Cảnh sắc cũng vậy. Cảnh thinh cũng vậy. Cảnh hương cũng vậy. Cảnh vị cũng vậy. Cảnh xúc cũng vậy. Và cảnh pháp cũng vậy. Những cảnh đó, cảnh mà chúng ta thấy đó, nó không có bền chắc. Khi tâm căn chúng ta mà tiếp xúc với các cái trần cảnh thì tự động thức sanh khởi thôi. Ba cái pháp này gộp lại được gọi là xúc. Sao xúc là sẽ thọ. Sao xúc là thọ. Cho nên trong thầm nhị nhân duyên là
phát so phát sanh, phát so phát chay, quê đà na phát chay gia, có nghĩa là từ ở cái xúc này mà duyên cho thọ vậy. Thọ là giai đoạn mà chúng ta sanh ra những cái phiền não, cái cảm thọ. Xúc là căn cảnh gặp lại, thức sanh khởi. Nhưng mà thọ đó là chúng ta sanh được những cái cảm thọ, lúc đó là vui, buồn hay là thản nhiên, hài lòng hay là hài lòng thích ý, hay là không hài lòng thích ý, hay hoặc là bình thản. Tất cả những điều đó là sanh ra cái phiền não, sanh ra những cái phiền não. Vì vậy cho nên là Phật dạy ở đây đó, đối với một người nhìn thấy cảnh vật đó là nên có cái sự quan sát. Bởi vì một khi mà mình mà không có cái sự quan sát, không khéo tác ý đó, thì từ đó đó cái tâm của mình đó, nó bị lôi cuốn theo cảnh, nó bị lôi cuốn theo trần cảnh. Cái tâm của chúng ta cứ hướng về cảnh đó, rồi chúng ta phân biệt ở cảnh này nó như thế này, cảnh này đẹp, cảnh này xấu, cảnh này như thế này, vân vân. À, cảnh này hay, cảnh này không hay, cảnh này là vừa lòng, cảnh này không vừa lòng, vân vân. À, vân vân. Như vậy thì ở đó đó, cái phiền não nó, cái chấp thủ nó sanh khởi lại. Lúc đó bây giờ chúng ta mới cho rằng là tôi thấy nè, tôi nghe nè, tôi ngửi nè, tôi nếm nè, tôi đụng nè, tôi suy nghĩ nè. Tôi, cái ngã chấp chúng ta sanh khởi từ đó. Ngã chấp chúng ta sanh khởi, cho nên chúng ta mới phân biệt nhân ngã bỉ thử từ đó, rồi chúng ta mới là hài lòng hay là không hài lòng, hay là bình thản hay là sự khó chịu, thì phiền não từ đó nó sẽ sanh khởi. Vì vậy cho nên là Phật dạy mình là quán sát phải có khéo tác ý, mà Đức Phật ngài nói là thấy cũng chỉ là thấy thôi. Như vậy thì ngài Xá Lợi Phất cũng có dạy cho chúng ta một điều, đó là chỉ có sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng, sự suy nghĩ, chứ không có người thấy, người nghe, người nếm, người đụng, người suy nghĩ. Ý ngài muốn nói là không có cái tự ngã, cái tôi ở trong đó, cái tôi ở trong đó. Mà với một người tu tập á, thì phải nhìn đối với các cái cảnh vật thì thấy cũng chỉ là thấy, nghe cũng chỉ là nghe, ngửi cũng chỉ là ngửi, nếm cũng chỉ là nếm, xúc chạm cũng chỉ là xúc chạm, và tâm của chúng ta suy nghĩ cũng chỉ là sự suy nghĩ như vậy thôi, chứ không có người thấy, người nghe, người ngửi, người nếm. Khi chúng ta gắn cái tôi, cái ta của mình vào trong cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng đó, thì chúng ta sinh ra phân biệt nhân ngã bỉ thử đó, mà chúng ta biết bao nhiêu cái sự hệ lụy khổ không? Cái gì thế hả? Cái cảnh gì mà mình thích á, thì mình đắm đuối, mình tham đắm, mình dính mắt ở trong. Còn cái cảnh gì mà không thích á, nó cứ sờn sờn trước mặt mình hoài, khó chịu. Mình phân biệt mà, mình không có khéo tu tập, không có khéo quán sát, hay là do là không khéo tác ý, không khéo tác ý. Vì vậy cho nên là ngài Xá Lợi Phất dạy cho chúng ta là Ayo Niso Manasikaro Ayang Eko Thammo Hanapha Kiyo. Hanapha Kiyo có nghĩa là không khéo tác ý là một pháp thuộc phần hạ liệt. Hạ liệt là sao? Là vì từ nó mà không khéo tác, từ cái việc mà không khéo tác ý đó mà tham sân si phiền não ái tham nó sanh khởi lên. Cho nên nó hạ liệt là như vậy đó. Hạ liệt như vậy. Thì bây giờ Đức Phật dạy, ngài Xá Lợi Phất dạy cho chúng ta là cái gì nữa? Gọi là ngài Xá Lợi Phất dạy cho chúng ta đó là khéo tác ý. Khéo tác ý là một pháp gì? Khéo tác ý là một pháp thuộc về phần, thuộc về phần thù thắng. Vô niso manasikaro ayang eko thammo vise sakpha kiyo. Vise sakpha kiyo có nghĩa là thuộc phần thù thắng, tức là cái pháp mà nó vượt lên trên. Thù thắng là cái pháp vượt lên trên, cái pháp vươn lên nhờ chúng ta khéo tác ý đó, khéo tác ý đó. Như vậy thì cái pháp trước á, là ngài Xá Lợi Phất bảo chúng ta là không khéo tác ý là một pháp thuộc phần hạ liệt, nhưng mà khéo pháp tác ý nó thuộc về pháp thuộc về thù thắng. Mà chữ thù thắng ở đây chúng ta hiểu là pháp từ đó mà làm cho chúng ta vươn lên, vượt lên trên
hay thắng vượt lên trên tất cả mọi pháp nhờ chúng ta khéo tại ý đó. Như vậy thì ở đây sự khéo tác ở đây là cái pháp cần thiết cho một cái người tu tập. Quý vị thấy nè, căn chúng ta tiếp xúc với các cái trần cảnh, nếu mà thiếu một cũng không thấy được, thấy không? Ngay cả cảnh pháp đi nữa thì cái cảnh pháp ở đây nó không có cái hình dạng ở bên ngoài, mà cảnh pháp do cho tâm chúng ta suy nghĩ ra, tâm chúng ta suy nghĩ, thì cái điều đó là những cái yếu tố, do những yếu tố, do có cảnh pháp, do có tâm của chúng ta, có ý cảnh, ý ý thức của chúng ta biết được cái cảnh đó, biết được cái cảnh đó, thì ở những cái cảnh đó, nó hợp lại với nhau, cho nên hình thành được sự suy tư, hình thành được thấy, hình thành được sự nghe, hình thành được sự ngửi, hình thành được sự nếm, hình thành được sự xúc chạm. Cái việc mà chúng ta tu tập là chúng ta khéo tác ý ở trong mọi cảnh, chúng ta có quan sát, mắt nhìn thấy vậy thôi, tai nhìn thấy vậy thôi, chứ chúng ta đừng có chấp giữ tương chung, tương riêng, hay là chúng ta chấp giữ cái này, cái nọ, cái tôi, cái ta, hay là cái gì do cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng đó, thì phiền não nó từ đó nó sanh khởi ra. Phiền não nó từ đó nó sanh khởi. Cho nên ở đây đó, nãy chúng tôi liệt nói về bảy cái pháp trói buộc mà chúng tôi vừa thưa quý vị, hay là những cái pháp ngủ ngầm chúng ta đó, là do bảy cái pháp đó làm cho chúng ta luân hồi, làm cho chúng ta bị khổ, chứ không có đâu á. Là khi nào mà mình dứt trừ được bảy cái pháp đó, mà như là Đức Phật ngày dạy ở đây, đã chấm dứt sợi dây trói buộc đó, dòng sanh tử luân chuyển đã đoạn tận chặn đứng, vị ấy không tái sanh, vị ấy không tái sanh. Nhưng mình nói á, bởi vì nói đến cái xúc á, là căn cảnh gặp lại, khi mà mắt chúng ta thấy hay là tai chúng ta nghe, chúng ta chỉ nghe vậy thôi, chứ chúng ta đừng nghe cái âm thanh đó khó chịu, hay cái người đó nói thì chúng ta khó chịu, hay là cái người nói làm cho chúng ta thương thích, vân vân. Nó học chỉ là âm thanh thôi, mặc dù là chúng ta sanh ra người, làm người thì chúng ta có cái sự tri giác, chứ là không phải là không có tri giác, không phải là vật vô tri đâu. Nhưng mà Đức Phật dạy cho chúng ta đó là đừng có nên nắm giữ tướng chung, tướng riêng đó. Khi mà chúng ta nắm giữ tướng chung hay là tướng riêng, hoặc là chúng ta chấp giữ vào một cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái niệm, cái nếm, cái đụng đó, thì phiền não dựa trên đó mà nó sanh khởi. Dựa trên đó sanh khởi. Cho nên cái người mà tu tập á, là không phải tu ở đâu xa, mà tu ở chính cái tâm của mình, đặc biệt là các căn mình tiếp xúc với các cái trần cảnh. Ngay cả trong cái giới á, chúng ta nghe ở trong tứ cái phần tứ thanh tịnh giới, giới bổn thanh tịnh giới, thu thúc thanh tịnh giới, chánh mạng thanh tịnh giới, quán tưởng thanh tịnh giới, thì ở đây đó, cái gọi là thu thúc thanh tịnh giới, tức là các căn mà tiếp xúc với các cái trần cảnh mà mình có sự thu thúc bằng chánh niệm, thu thúc bằng chánh niệm, đó cũng là giới. Giới mang đến định ở nội tâm. Khi mà mình có cái sự thu thúc như vậy, tâm mình mới có định tĩnh. Ở đây gọi là không có sự không có gì, không có sự tán loạn, không có sự tán rộng, không có sự tán loạn, không có cái sự tán rộng, là như vậy. Có nghĩa tâm mình không có bồn chồn, không có, tâm mình không có dao động, dao động tất cả các cái thứ đối với các cái trần cảnh. Như vậy thì tâm có cái định niệm, có định niệm, có chánh niệm hay là có chánh định, tâm cái người đó không có bị tán loạn, không có bị tán loạn. Rồi từ cái việc đó, đó là một người không có cái sự chấp thủ. Chấp thủ là tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng, tôi suy tư. Nếu mà mình còn phân biệt được tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng, thì một trong những cái pháp mà ngủ ngầm trong tâm mình nãy chúng tôi vừa khởi đó, vừa thưa với quý vị đó, là những pháp đó nó sẽ sanh khởi. Bởi vì pháp đó là pháp ngủ ngầm mà.
pháp trói buộc ngủ ngầm. Cho nên cái người mà dứt sạch những cái pháp đó, đó là một người hoàn toàn giải thoát. Còn cái người mà mới có giảm ít được cái phiền não, ít được những cái pháp đó, đó thì người đó giải thoát được một phần nào đó, được một phần nào đó. Rồi cái người mà đoạn tận được 2/3 thì người đó được giải thoát được 2/3, được 2/3. Bởi vì những cái pháp mà ngủ ngầm hay là trói buộc ở trong tâm là những pháp mà ô nhiễm, làm cho chúng sanh sanh tử luân hồi. Như vậy Phật dạy cho chúng ta đó là đặc biệt là đối với một người tu tập là cần phải quán sát. Quán sát ở đây là có khéo tác ý, có khéo tác ý, nhìn với sự vật, nghe với nhìn cảnh vật, nghe nghe âm thanh, hay là ngửi mùi, thân xúc chạm, hoặc là lưỡi nếm đó, suy nghĩ đó, thì đều có một cái sự quán sát. Mà quán sát ở đây đó là đời sống có chánh niệm, thấy chỉ biết là thấy, nghe cũng chỉ biết là nghe, ngửi cũng chỉ bằng ngửi, nếm cũng chỉ biết là nếm, xúc chạm cũng chỉ biết là xúc chạm, chứ suy tư là cũng chỉ biết là chúng ta suy tư thôi, chứ không nên chấp giữ. Chúng ta chấp giữ trong đó thì chúng ta sanh phân biệt, bỉ thử, nhân ngã bỉ thử, rồi từ đó chúng ta sanh lên cái ưa thích, hay là cái chán ghét, hay là cái ngay cả cái bình thản. Chúng tôi nói quý vị đó là thọ khổ cũng là duyên cho ái, nếu chúng ta không khéo tác ý. Bởi vì xúc duyên cho thọ mà, xúc thì duyên cho thọ, căn cảnh gặp lại thức sanh khởi, đó được gọi là xúc. Mà sau xúc á, thì là thọ. Thọ cả ba, rồi trong kinh nói là ba thọ, thọ khổ, thọ lạc, hay là phi khổ vì lạc, tức là thọ xả. Thì thọ khổ duyên cho ái, nó cũng là được điều mà chúng ta dễ hiểu ở đây. Tại vì sao? Mặc dù là ai cũng muốn nghĩ đến cảnh buồn, cảnh đau khổ, cảnh bất trắc hết á, nhưng mà có khi sự thật ở trong lòng của chúng ta, có khi chúng ta muốn nghĩ đến cái cảnh khổ đó, nó trở thành một cái niềm tự hào, trở thành một cái niềm kiêu hãnh đối với chính bản thân mình, đối với những người chung quanh mình. Cho nên là nhiều khi chúng ta trải qua một cái cảnh đời nó quá khổ rồi, cả khổ về thân, khổ về tâm, ngày hôm nay chúng ta đạt được đến một chừng mực ấy, đạt cái chừng ấy, cái thành công của mình, thì mình cũng tự hào với những cái thành công của mình, nghĩ đến những điều đó thì trở thành những cái điều tự hào, trở thành niềm kiêu hãnh đối với mọi người. Thì khi chúng ta nghĩ đến nhiều điều đó thì chúng ta vẫn thích thú, vẫn thích thú, vẫn miên man. Cho nên thọ khổ vẫn duyên cho ái, vẫn duyên cho ái. Thọ lạc duyên cho ái đã đành, cái gì mà nó trở thành cái thích thú đối với mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý suy nghĩ, thì nó duyên cho ái đã đành rồi. Tại vì mắt mình thích thấy cảnh đẹp, bây giờ thấy cảnh đẹp mình thích đó. Hoặc là tai mình thích nghe âm thanh trầm bổng, du dương, vân vân. Mà bây giờ tự nhiên nghe được cái âm thanh đó thì tự động mình thích thôi. Rồi tâm mình nghĩ, hoạch định cho mình ở một cái tương lai. Người ta nói là trẻ thì sống ước vọng đến tương lai, nhưng mà già đó là sống nuối tiếc về quá khứ, luôn luôn nghĩ về quá khứ. Cho nên là những cái ý đức, cái ký ức mà hằng sâu trong một cái người già đó, cứ nhớ tuổi thơ là mình sống ở quê như thế này, thế nọ, ông bà, anh tám, chị tư, chú hai, cậu ba gì đó, cứ nhớ làng xóm láng giềng, cứ nhớ, nhớ những điều đó. Trong khi cái người nhỏ, người còn trẻ thì hoạch định cho mình, ước vọng cho mình ở trong tương lai. Tương lai phải như thế này, tương lai phải như thế nọ. Cho nên là chính cái nguyện vọng này mà chúng tôi gọi là nguyện vọng. Nguyện vọng thì nghe nó là cái điều tích cực, phải không? Mà chính cái nguyện vọng này, cái ước muốn này, mà nó dắt dẫn mình có mặt ở trong tương lai. Đức Phật dạy rằng ít chăng na răng ba ri ca sa ti, nguyện vọng hàng dắt dẫn người đi là như vậy. Nguyện vọng hàng dắt dẫn người đi. Mà cái gì, yếu tố gì làm cho chúng ta nguyện vọng? Chúng ta có ba loại chúng ta có loại ba loại cái dục: tham dục,
pháp dục và tác dục. Tham dục là chúng ta ước vọng đến tương lai, cái này cái kia, sở hữu cái này, sở hữu vợ đẹp con xinh, sở hữu đẹp con xinh, nhà cao cửa rộng xe, danh dự danh vọng địa vị giàu sang gì đó, cái gì đó. Cho nên cái đó đó, tham đó là tham dục đó, tham đó là tham dục, cái dục đó là dục tham, cái dục đó là dục tham, mà dục tham á là cần loại bỏ, dục tham là cần loại bỏ. Còn cái pháp dục á là sao? Chúng ta nhận thức được cuộc đời này có thân tâm nó là chuyện ngẫu nhiên, bởi vì cái có thân tâm nó là quả của khổ mà, quả của luân hồi mà, là khổ đế mà. Khổ đế là cái mà chúng ta có nên cái thân này nè, nói riêng là có cái thân này, và từ khi có cái thân này là chúng ta khổ, chúng ta khổ. Mà cái gì làm cho chúng ta khổ? Cái gì? Chính phiền não, tham sân si mà nãy chúng tôi nói là những cái pháp trói buộc đó. Và như vậy thì mình ý thức được á, cho nên là mình muốn tu tập được giải thoát. Mà muốn tu tập thì sao? Mình thực hành những cái thiện pháp, xây dựng được niềm tin vững chắc, thực hành giới được tốt đẹp, thực hành định được lớn mạnh, phát sanh được một cái trí tuệ được vững chắc nữa, được nhạy bén nữa, thì cái đó là chúng ta muốn thực hành những thiện pháp. Thí dụ quý vị muốn bố thí cúng dường, quý vị như là quý vị muốn giữ giới, quý vị muốn ngồi thiền để tâm mình an tịnh, đoạn trừ phiền não, giải thoát, an lạc được nội tâm, thì quý vị muốn làm những thiện pháp đó để mà mình hướng đến sự giải thoát trong tương lai, thì cái đó được gọi là pháp dục. Còn các vị A-la-hán là các ngài làm chỉ là phận sự thôi. Thí dụ như các ngài thuyết pháp đời không phải là để các ngài trở thành bậc A-la-hán, bởi vì các ngài đã trở thành bậc A-la-hán rồi, đâu cần phải tu tập gì nữa, bởi vì các ngài đã tu tập rồi, đã tu tập, đã giải thoát rồi. Cho nên là các ngài chỉ làm những cái công việc là thuyết pháp độ đời, rồi đi cất thực để cho người khác gieo duyên lành, để mà mình được gieo cái chúng sanh được gieo duyên lành, để được cái sự lợi lạc vậy thôi. Chứ còn không phải là các ngài để được cái gì đâu. Mà các ngài làm những việc làm đó chỉ là tác dục, cái ý muốn để muốn làm vậy thôi, chứ nó không có kết quả. Bởi vì còn kết quả thì còn kết quả của thiện và ác. Như vậy là còn nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Vì vậy cho nên là bậc A-la-hán chỉ có tác dục. Còn chúng ta biết tu là chúng ta có cái pháp dục, tức là biết nhận thức được cuộc đời, nhận thức được pháp ô nhiễm của nội tâm, cho nên chúng ta thực hành những thiện pháp để loại trừ phiền não, cái muốn ý muốn những cái thiện pháp, thực hành những thiện pháp đó, đó là pháp dục. Còn cái ý muốn sở hữu cái này cái kia đó thì cái đó là tham dục, pháp đó cần phải bỏ, pháp đó cần phải bỏ. Chúng tôi xin thưa như vậy. Như vậy thì ở đây đó, cái điều quan trọng muốn nhấn mạnh là Đức Phật ngài dạy cho chúng ta là phải quan sát và nhìn sự vật đối với mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm, phải có cái sự khéo tác ý, như ngài Xá Lợi Phất đã dạy rằng vô nisso manasikara, tức là khéo tác ý là một pháp thuộc phần thù thắng, còn nếu không khéo tác ý là một pháp thuộc phần hạ liệt. Là như vậy. Mà cái tác ý ở đây là sao? Chúng ta phải nhìn đúng bản chất thật của nó. Bản chất thật của nó là vạn vật là vô thường, vạn vật ở trên cuộc đời có thân chúng ta là khổ, dù là thân nào đi nữa cũng là. Chúng ta phải nhìn thấy như vậy, chúng ta phải nhìn thấy sự thật nó là như vậy. Cho nên ở đây đó là cái mà khéo tác ý rất là quan trọng. Tác ý là sao? Khi chúng ta suy tư như thế nào để rồi thiện pháp nó sanh khởi. Còn nếu mà chúng ta không khéo tác ý thì bất thiện pháp sẽ sanh khởi. Tức là bảy pháp nãy sanh khởi lên, bảy pháp nãy nó sẽ sanh khởi. Hay hoặc nói gọn hơn nữa, nó là tham sân si nó sanh khởi lên. Do chúng ta không khéo tác ý, nhìn sự vật, tham sân si nó sanh khởi lên. Đó là không khéo tác ý. Mà không khéo tác ý là một pháp thuộc phần hạ liệt. Như vậy thì cái bài học hôm nay đó, Đức Phật ngài dạy là chúng ta đối với một vị tỳ kheo đó là cần quán sát với sự vật, đối với quán sát như vậy thì để chi? Để khi mà căn tiếp xúc với các cái trần cảnh, tâm chúng ta không bị tán loạn, tâm chúng ta không bị chấp thủ, không bị khủng bố. Khủng bố ở đây thì nghe cái từ nó kỳ,
Nhưng mà ở đây đó là tâm không bị chấp thủ, hay là tâm mình không bị khủng hoảng bởi chính cái nội tâm mình nghĩ đến những điều đó. Đó là như vậy. Và như vậy thì khi nào mà mình tâm mình được an tịnh thì cái đường mà giải thoát của mình á, nó đi gần hơn chút, đi gần hơn chút. Mặc dù là chúng ta biết rằng khi nào chúng ta đoạn trừ hết phiền não thì chúng ta mới được giải thoát, nhưng mà ít ra đó, khi chúng ta có tu tập trong đời sống hiện tại này thì chúng ta có được sự an lạc rồi, an lạc rồi. Mặc dù cái an lạc đó nó không bền, không lâu, không vững chắc, nhưng mà chúng ta đã có mầm mống của sự an lạc, có được cái chủng tử của sự an lạc. Đó là như vậy. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Cái bài học đến đây cũng vừa phần với cái thời gian, mặc dù cũng còn 50 phút nữa. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Thầy Gia. Dạ, thủ sơ thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Pháp Tân đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Thượng Tọa. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Bà quả tu sắp bấm băng ai lăng ra khăn tu sắp bê đê quả tu sắp bấm bút đà nữ phá vệ nà sá ra sá thị phong anh tui tê. Bà quả tu sắp bấm băng ai lăng ra khăn tu sắp bê đê quả tu sắp bấm hàm mà nữ phá vệ nà sá ra sá thị phong anh tui tê. Bà quả tu sắp bấm băng ai lăng ra khăn tu sắp bê đê quả tu sắp bấm sáng khá nữ phá vệ nà sá ra sá thị phong anh tui tê. Tất cả phương ban có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng ca sư an là thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Minh Hạnh, cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được bài và pháp. Dạ, chư kính mời quý Phật tử cùng cảm nhận. Qua ta san ti si, thu đa re bồ thi, re tại hình tại hình ta tâm ma na hoàn vui ta so thi in ca ron te thang na ra mang le he ra cha ya na wa ca ta wo sa ra mi ca da na pa ti u ca Gama e sani gama ra sap pa na pu i ta pa wan tu te. Cha la bu cha ye pi cha an na sam pa wan. Sam sa cha ta ha wo pa pa ti ka ni ya ni ang tham ma wa rang pa ti. Sắp bề pi sa kha ro sang tha ti rằng sa tăng thầm mô thầm ma tha ra cha bố ca la sang tha mắc vô vá tha gia cha âm hê ra khu sắc mô sắp bề pi thầm ma ma cha ri nô thiên sâm pa vô ni ya ma thăm Maria về tri ân chư đài đức kính cảm ơn vào rung. Mời quý Phật tử ngày mai
chúng ta trở lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm nhân xin xuống miếng.